thiệt. Hai cái thằng điên này. Trời ơi, hai thằng này nó làm cái gì vậy trời? Mấy cái lê lê ông nội đó. Đây. Ê, ồn ào. Sao con nói gì? Con nói tới ba của ba luôn vậy? Xin lỗi ba. Ngủ nghe gì được. Mệt. Ồn ào, đọc báo không ổn. Ngon quá. Cái thằng này. Thôi, trời. Nó ăn đi. Trời đất ơi là trời. Ông muốn ăn nữa tôi lấy cho ông ăn. Lên đi. Nhà thì hết kỷ cương trật tự gì hết trơn trời rồi. Thế đó. Phải lắp lại trật tự kỷ cương thôi. Alo. Dậy. Đập bom, lên lên. Dậy, tập bom. Cái gì vậy bà? Dậy, xuống phòng hết tập trung. Đây. Thằng Phúc đó rồi. Cái gì vậy ba? Vô này tới hết ta tập hợp. Nè, đồ con nè. Quần nè, áo nè. Đồ coi đúng không? Đồ, đúng rồi. Số 3 chuyện đó. Gì vậy ba? Hả? Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, là phải đi tập thể dục bắt đầu từ hôm nay. Mỗi sáng chủ nhật, tất cả phải mặc đồng phục đi đi tập thể dục, nghe chưa? Tất cả có 5 phút thay đồ thật nhanh rồi ra ngoài chạy bộ. Gì vậy ba? Gì cái gì? Bây á, là tối ngày cái người ích kỷ, người thì gây lộn, người thì sùm. Tất cả bây giờ mỗi sáng chủ nhật đều phải mặc đồng phục rồi đi tập thể dục, nghe chưa? Nhưng mà nội ơi, mình nó mới nói gì? Ba, một tuần có ngày đi nghỉ à? Ba bắt tụi con vậy tội nghiệp tụi con chứ ba. Không có nói nhiều. Đúng rồi nội, mà đâu phải nhất thiết phải tập thể dục là phải mặc mấy cái đồ này. Cắm miệng. Tất cả phải chấp hành, nghe chưa? Đi ra được không? Trời ơi, buồn ngủ không cho ngủ luôn á, thiệt. Đi đi. Mọi người ơi, xuống ăn sáng. Nghĩa ơi, ông hay quá, ông đúng là cao thủ ha. Ông huấn luyện sao mà tôi tưởng tôi đang ở trong doanh trại quân đội. Thôi chúc mọi người ăn sáng vui vẻ ha. Tân binh. Chị nuôi nói nhiều. Chưa làm xong mà thấy ai cũng cười hết kìa. Mình mặc đồ ra ngoài đường á, chắc ta hốt mình đi luôn ba. Sao vậy? Thì ta tưởng mình không bình thường đó ba. Tất cả phải đi vào tôn ti trật tự, không như trước đây được, hiểu chưa? Dạ. Nhất là số 3 và số 5 phải luôn luôn tỏ ra tôn trọng số 2 và số 4. Ba thật là anh minh. Anh cái con ông. Chưa nói tới ông đó, ông phải biết tôn trọng số 1, hiểu chưa? Con lúc nào cũng thương số 1 và số 0. Cái gì vậy? Ăn cũng phải có tôn trọng trật tự. Bao giờ số 1 ăn, số 2 ăn rồi mới được số 3 ăn. Nhưng bao giờ ăn đi ba, đói bụng quá ba. Từ, đói bụng quá. Tôi chưa cầm đũa, tại sao cầm đũa. Một gấp. Xong. Hai gấp. Xong. Ba gấp. Xong. Bốn gấp. Xong. Năm gấp. Xong. Hey. Một gấp. Xong. Hey. Hai gấp. Xong. Hey. Ba gấp. Xong. Hey. Bốn gấp. Xong. Hey. Năm gấp. Xong. Lâu quá. Hê, hey, gấp hết. Xong. Mừng lại. Gì mà đứng không có hàng lối gì, quế quải quá. Tập hợp nè. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Nằm hết.
Trời ơi ba ơi, người ta nhìn quá trời luôn ba, quê lắm luôn á. Kệ họ. Ba, chừng nào tụi con mới thôi làm cái trò này ba? Chừng nào biết tôn trọng lẫn nhau thì mới thôi. Ba, vậy chẳng khác nào một cực hình ba. Im lặng. Giờ sao đây em lại cứ theo vậy hoài hả trời. Biết rồi còn hỏi nữa, cái thằng số 5 khờ khạo này. Nó ơi khờ khạo cái thằng số 4 kìa. Nói mày chứ ai? Giỡn anh muốn chết không? Chơi không? Giờ số 4 chơi cái gì vậy? Số 5, tôi tôn trọng số 4. Số 4, tôi tôn trọng số 3. Số 3, tôn trọng số 2. Và tất cả phải tôn trọng số 5. Số 3! Stop! Ai? Trời đất ơi, lập cho một cây bây giờ. Số 4, số 5 muốn ăn đòn hả? Bây giờ tất cả tập theo tôi. Ai không làm đúng cái động tác tôi gõ vào đầu nha. 1 2 3 4 5 4. Tốt. 5 6 7 8. Tốt. Để bởi con. Bữa nay tập sao rồi ba? Nè, bể chén bể. Quá vui. Trời đất ơi, sướng quá trời quá đất. Đi ngoài đường biết bao nhiêu người nhìn với cái mắt canh tị nhất nhà ông hai quý đó. Có hai đứa gái nhìn ghen tị thấy rõ luôn. Tôi thấy trong cái vụ này cái mình ông là thích nhất chứ không có ai thích hết trơn. Cái gì vậy? Thôi mọi người ăn cơm nha, con còn có chuyện con làm nữa. Ăn cơm nha. Giờ ba mới hiểu tại sao người ta bắt phải mặc đồng phục. Ở trong trường học, học sinh cũng phải mặc đồng phục. Trong quân đội cũng phải mặc đồng phục. Bởi vì nhiều người mặc đồng phục nhưng nhìn thấy chỉ có một mà thôi. Cơm hả mọi người? Trời. Ê! Dắt ra! Cái gì vậy ba? Sao dắt thay đồ? Hả? Thay đồ gì ba? Ba đã nói rồi! Tại sao về tất cả đồng phục có thay đồ? À, về nhà rồi mà ba, còn ở ngoài đường ở đâu ba? Về nhà cái gì? Trong chủ nhật là phải mặc đồng phục suốt cả ngày. Ba ơi con biết rồi, nhưng mà mặt này nóng nực lắm, con biết là con phải là thầy giáo rồi, con phải tôn trọng mọi người. Thì nó thay đồ đi. Con bỏ bộ đồ rồi. Thiệt hả? Bỏ luôn. Cởi luôn em ơi. Đứa này dám cởi đồ, đứa này dám bỏ đồ. Hả? Dẹp. Bỏ đồ hả? Con tự tách mình ra khỏi tập thể rồi thì không được ngồi cho đen cơm. Đi ra khỏi nhà. Ba sao không cho ăn mọi người ba? Dẹp. Trời đất ơi, ông trời đánh con tránh bữa ăn mà nhỏ nhỏ ăn cơm mà ông đuổi đi. Tôi đánh nó trước cái bữa nó ăn của nó luôn. Dạ được rồi, con xin lỗi ba, để lên con mặc lại bộ đồ. Đi. Dạ. Phúc. Gì nữa anh hai? Xuống dưới gặp số 1, họp mặt mừng ngày thành lập đội. Trời anh hai, anh hai không cảm thấy mệt đó anh hai. Anh hai là số 2, anh hai có quyền, anh hai phải lên tiếng đi anh hai. Số 2 không có quyền lên tiếng đâu, số 3 phải thông cảm cho số 2. Trong cái gia đình này, trong mọi quyết định, số 1 là người quyết định hết. Nhanh, số 3 đi. Anh đi trước đi. Nhanh, số 3 đi. Thì anh thích đi, anh đi đi. Số 2 xuống đó trước, số 2, số 1, đợi số 3. Biết sợ rồi đó hả? Dạ dĩ nhiên là sợ rồi ba. Vô ăn đi. Giỡn mặt với ba. Điểm danh nè. 1 2 3 4 5. Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Trời ai kêu bà? Ta đếm số cho ai kêu bà. À dạ. Tự kêu tôi. Mẹ vui quá. Đếm cái gì mà la thì muốn bể cái nhà vậy? Bất mãn hả? Vậy con đếm lại. Năm. Cái gì vậy? Cái gì mà siêu dữ vậy? Chứ giờ sung nội cũng chịu, xìu nội cũng chịu, nội muốn con phải sao? Vừa phải trung bình hai cái đó thôi. 5. Dạ. 5. Buồn quá, thôi kệ chấp nhận. Nào, lên đường.
Mọi người đi nghỉ vụ vui vẻ nha. Cả nhà cố lên. Cố lên. Ê, số 1 uống. Số 2 uống. Số 3 uống. Số 4 uống. Số 5 cũng uống luôn. Đúng rồi. 1 uống, 2 uống, 3 uống, 4 uống, 5 uống. Trời ơi, cái cảm giác nó tuyệt vời làm sao. Ăn đi, ăn đi. À này các con, các con có biết là cái từ gia đình nó có ý nghĩa như thế nào không? Ai giải thích được nè? Số 4. Số 4 là người thông minh nhất. À, giờ con thử nói coi, gia đình là thế nào? Dạ thưa nội, gia đình chính là một tập thể luôn luôn ở bên nhau. Gì nữa? Là một tập thể luôn luôn yêu thương nhau. Hay, tuyệt vời, đúng. Gia đình là một tập thể quây quần bên nhau, cùng sống với nhau, cùng chia sẻ những đau buồn và hạnh phúc. Đó là một gia đình. Bà ơi, cái đó tụi con nghe nhiều rồi. Còn câu nào khác không ba? Nghe hoài mà không hiểu là sao? Hả? Tụi con chỉ muốn tách riêng ra một mình là sao vậy? Hả? Gia đình là một tập thể quây quần yêu thương. Trời ơi, cảm giác nó tuyệt vời biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Số 1 uống. Số 2 uống. Số 3 uống. Số 4 uống. Số 5 uống. Số 1 uống. Số 2 uống. Số 3 uống. Số 4 uống. Số 5 uống. Số 1. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu. La la la.